Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Trong đó yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành thị khẩn trương quyết liệt nghiêm túc thực hiện các nội dung. 1. Ủy ban nhân dân các huyện thành thị chỉ đạo ra soát lại toàn bộ các trường hợp người dân trở về từ địa phương vùng có dịch từ tháng 9 năm 2021 trở lại đây, nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để giám sát, tổ chức xét nghiệm sàng lọc, thực hiện các biện pháp y tế theo đúng quy định. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn và nghị quyết số 128NQCP của Chính phủ để khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp phù hợp, trong đó lưu ý đối với việc dừng hạn chế một số hoạt động dừng tổ chức đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, nghi lễ tôn giáo, hoạt động tổ chức giao lưu thi đấu thể dục thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại địa điểm công cộng. Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như dạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, massage, sông hơi, quán bar, quán internet, trò chơi điện tử, bia, spa làm đẹp, nhà hàng, quán ăn uống không phục vụ tại chỗ. Yêu cầu người dân tạm thời dừng tổ chức các hoạt động cưới hỏi, đối với đám hiếu tổ chức gọn nhanh hạn chế số lượng người tham dự thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới việc xác định đánh giá cấp độ dịch công tác phong tỏa cách ly trước mắt đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại cấp độ 4 nguy cơ rất cao màu đỏ đối với thị trấn Hùng Sơn thị trấn Lâm Thao thuộc huyện Lâm Thao và xã Hy Cương xã Thanh Đình xã Chu Hóa và phường Bạch Hạc thuộc thành phố Việt Trì các địa bàn còn lại của thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao xác định nguy cơ dịch ở cấp độ 3. Việc tổ chức phong tỏa các vùng ổ dịch, khu vực nguy cơ rất cao phải dựa trên cơ sở đánh giá sát thực tế và phù hợp với thực tế, bà đảm tổ chức phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất có thể, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Tổ chức ra soát khẩn trương các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đến các ca bệnh để thực hiện cách ly, theo dõi chặt chẽ. Căn cứ điều kiện thực tiễn và quy định tại nghị quyết 128 để thực hiện cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1, nhất là đối với học sinh trẻ nhỏ, đồng thời chỉ đạo cấp xã, tổ Covid-19 cộng đồng giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà, xử lý nghiêm theo quy định nếu vi phạm. Đối với công tác xét nghiệm, thần tốc triển khai việc xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đến các ca bệnh đồng thời tổ chức xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng đối với toàn bộ xã Chu Hóa và các khu vực lân cận các ổ dịch, nhất là các chợ dân sinh. Sở Y tế hỗ trợ nhân lực, vật tư y tế để triển khai thực hiện công tác xét nghiệm, đảm bảo hoàn thành trong ngày 18 tháng 10 năm 2021 để có các biện pháp xử lý phù hợp. Đối với việc dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo trước mắt tạm dừng việc dạy học trực tiếp tại tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, sau khi có kết quả xét nghiệm và nắm chắc tình hình dịch bệnh sẽ xem xét việc dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến cho phù hợp. Đối với các nhiệm vụ khác, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao chủ động chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai đảm bảo các hoạt động trên địa bàn được diễn ra bình thường, nhất là việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm với phương châm thích ứng linh hoạt, đồng thời bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch. 3 Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Đảng ủy khối doanh nghiệp khẩn trương thông báo đến các doanh nghiệp để tạm thời cho người lao động là các đối tượng F1, F2, F3 liên quan đến các ca bệnh nghỉ việc để thực hiện các biện pháp y tế theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế đánh giá mức độ nguy cơ đối với từng doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp phối hợp, đồng thuận tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp và hỗ trợ chi trả chi phí xét nghiệm. 4 Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, chủ động bám sát diễn biến tình hình, tham mưu đề xuất kịp thời các biện pháp phòng chống dịch chủ động hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế. Điều chuyển số lượng vaccine đã phân bổ cho các huyện thị có nguy cơ thấp cho thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao để ưu tiên khẩn trương tiêm phủ toàn bộ dân số trên 18 tuổi tại hai địa bàn này huy động nhân lực vật tư y tế hỗ trợ thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao tổ chức thần tốc xét nghiệm đối với các khu vực địa bàn nguy cơ cao. 5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, lực lượng chức năng hỗ trợ thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao làm tốt công tác phong tỏa, cách ly và đảm trật tự an toàn xã hội. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo ngay với quân khu 2 để tạm dừng tiếp nhận cách ly đối với công dân nhập cảnh tại cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 753, xã Yên Dưỡng, Ưu tiên cho công tác cách ly, phòng chống dịch của tỉnh trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp. Sở Thông tin và Truyền thông, báo Phú Thọ, đài phát thanh và truyền hình tỉnh bám sát diễn biến tình hình, cung cấp thông tin để người dân biết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động, biện pháp triển khai phòng chống dịch của các cơ quan chức năng để người dân yên tâm, không hoang mang lo lắng. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành thị chủ động khẩn trương thực hiện kịp thời đề xuất thực hiện các biện pháp để phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quản lý.